Tấm huy chương vàng đầu tiên tại ASEAN 19 của đoàn thể thao Việt Nam là chiến thắng của vận động viên Phạm Quang Huy. Xạ thủ sinh năm 1996 đứng đầu ở chung kết nội dung cá nhân nam 10m súng ngắn hơi với tổng điểm 240,5 hơn người về nhì Lee Won-ho, Hàn Quốc, 1,1 điểm. Phạm Quang Huy được biết đến là con nhà nòi, cả bố và mẹ của anh đều là cựu vận động viên, từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Bố của Phạm Quang Huy là ông Phạm Cao Sơn, người có 19 năm phục vụ đội tuyển quốc gia, với thành tích 11 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 5 huy chương đồng ở các kỳ SEA Games. Ông Phạm Cao Sơn hiện là trưởng bộ môn bắn súng của Sở Văn hóa, Thể thao Hải Phòng. Để tiện cho việc tập luyện và thi đấu của bố mẹ, Phạm Quang Huy vào ở cùng bố mẹ tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội khi mới 2 tuổi. Anh làm quen với môi trường bắn súng từ nhỏ và bắt đầu tập luyện môn thể thao này năm 16 tuổi. Nhiều khi trong mỗi bữa cơm gia đình, chủ đề xuyên suốt là những đề tài liên quan đến bắn súng. Hai con trai nhà tôi nghe nhiều thành ra quen nên bắt đầu quan tâm, yêu thích bộ môn bắn súng từ lúc nào không biết. Ông Phạm Cao Sơn từng tâm sự trong bài phỏng vấn trên trang chủ của Cục Thể dục Thể thao. Năm 2017, đội tuyển bắn súng quốc gia đưa Phạm Quang Huy lên đội và quy hoạch đào tạo trọng điểm hướng đến việc giành huy chương ở các kỳ ASEAN và Olympic. Cựu huấn luyện viên đội tuyển bắn súng Nguyễn Thị Nhung đánh giá đây là vận động viên có tiềm năng lớn, có thể gánh vác trọng trách của bắn súng Việt Nam ở các giải đấu lớn. Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, huyền thoại Hoàng Xuân Vinh, người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tính đến lúc này giành huy chương vàng Olympic, chuyển sang công tác. Em chỉ tập trung hết mình vào kỹ thuật, đối với em kỹ thuật là quan trọng nhất, có chú Hoàng Xuân Vinh ngồi phía sau là em yên tâm, chỉ tập trung hoàn toàn vào kỹ thuật, không nghĩ gì nhiều, Phạm Quang Huy chia sẻ sau khi giành huy chương vàng ASEAN 19. Anh nói thêm, bố mẹ em là cựu vận động viên nên từ bé em đã tiếp xúc bắn súng. Em tự nhủ rằng một ngày nào đấy khi lớn lên mình sẽ đạt được những thành tích mà bố mẹ mình từng có. Sau nhiều năm miệt mài tập luyện, Phạm Quang Huy bắt đầu tham dự các giải chính thức từ năm 2020. Ở SEA Games 31 trên sân nhà, Phạm Quang Huy giành huy chương vàng súng ngắn 10m đồng đội nam cùng Phan Công Minh và Trần Quốc Cường. Quang Huy không dự SEA Games 32 do đại hội này bỏ môn bắn súng khỏi chương trình thi đấu. Năm 2012, Phạm Quang Huy bắt đầu tập bắn súng nghiệp dư. Trong năm này, anh giành một huy chương đồng đồng đội giải cúp quốc gia và một huy chương đồng đồng đội giải vô địch trẻ quốc gia. Sau đó một năm, anh trở thành vận động viên chính thức của bộ môn bắn súng Hải Phòng. Năm 2015, anh lần đầu đạt cấp một quốc gia, đạt cấp dự bị kiện tướng quốc gia năm 2016 và lần đầu đạt kiện tướng quốc gia năm 2017. Trong năm 2016, Quang Huy đoạt một huy chương vàng, một huy chương bạc cá nhân giải vô địch trẻ quốc gia, một huy chương bạc cá nhân, hai huy chương vàng đồng đội vô địch trẻ Đông Nam Á năm 2016 tại Việt Nam. Năm 2017, Quang Huy đạt thành tích rực rỡ hơn nữa ở các giải trẻ trong nước và quốc tế. Anh đạt 4 huy chương vàng cá nhân, 2 huy chương đồng cá nhân, 3 huy chương đồng đồng đội ở vô địch trẻ quốc gia. Sau đó, anh đoạt một huy chương đồng giải tay súng xuất sắc quốc gia. Vận động viên này tiếp tục tham dự giải vô địch súng hơi châu Á. Phạm Quang Huy là